Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Quỳnh Tâm Cuộc Sống Bên Ta. Thì hôm nay mình đi mua cá nè cả nhà. Mình ở nhà mình lại cái quầy cá của bà Trúc nè, bà Trúc. Mình mua cá lóc gì mình nấu canh chua nha cả nhà. Trời má ơi. Lấy hai con với má. Lấy một con thôi má ơi. Tao mới nha, tao kêu hai con mà đẹp quá trời hơn chứ. Ủa quá trời quá đất không? Rồi bán cá, tao đang bán cho khách nha cả nhà. Chị Bảy. Mua cá mà cái chị Bảy chỉ bán bắp nè cả nhà. Vô đi, đi qua đây cái. Đi qua mình mua bắp. Đi quá lộ quá. Lâu rồi mình mới làm cái clip qua ngoại cảnh nha cả nhà. Bà Nam, con khỏe hả? Con ở trong ấp 5 á. Tôi mới bắp mà. Mua hai chừng hai trái nhiêu? Quay đưa lên đầu đây mà quay lên trên. Dạ. Dạ. Ở dưới trời. Ba đã bắp rồi ngàn nè nghe cả nhà. Quay chị Bảo, chị Bảo dưới gần nhà nè, em trả tiền dạ thôi là 40 phải không? Rồi bóng bắp mà được quay phim nữa. Rồi mua cái bịch bắp này nha cả nhà. Ba chị Bảy nha. Này ở dưới trường đảng nè cả nhà. Để qua review cái để qua review cái tiệm bánh cho bà nha, cho chị. Bà Trúc mới bán cá nè nha cả nhà. Bà ngồi bán bằng cá cho mình nè. Mua một con, bà ép hai con, có bà đó vậy đó. Đó, bà ngồi bằng cá đó. Nghĩ mày mau hết, nghĩ sao mua con, bán con. Đó. Bằng cá đẹp không? Vậy mà nó chê đó. Cái đó không có đâu chỗ giải hả? Bà cạo giùm ơi. Tướng măng cá đẹp chết bà luôn mà không chịu măng. À, tướng măng cá đẹp vậy đó. Không chịu làm. Không có cạo giải được mà đẹp. Cạo sợ nhảy không có tay nào đó. Măng cá đẹp vậy đó. Cái này là gọi là chiên khoai chứ không phải là chiên mơm. Có thịt sai không? Có, thịt chiên mấy ngàn.
Trời ơi, bán gạo đâu đi mua ăn gì đâu. Ăn, ăn cá mồi thường xuyên. Má ơi, con không có đi mua được, má con có xe. Giờ bị ship tới nhà cho alo đi. Đây tao chở qua cái này đưa tới. Ai biết mua cái gì. Có khách nữa cả nhà. Ừ, không, con có mối rồi. Cái đồ dẻo ớt kìa. Bữa nó bảy phải ăn mua. Cái đồ có dẻo ớt không á? Mà mơ bắt ớt dẻo luôn. Giá dẻo gì đó chưa? Có bán thịt thà đầy đủ nha cả nhà. À. Giá cả bông súng, lỗ bông súng gì không? Ở con nhỏ đó đó. Mà cũng con cá bự vậy đó, có hai ngàn hả? Bán người ta đi. Thật không? Hả? Đúng không? Cái đầu trang có tàu hủ thôi. Thịt sai nè. Còn nhiêu đây nè. Cũ rồi vậy má. Ừ, cũ rồi cho hết, cũ rồi nó chèm nhẹt vậy à. Cũ rồi giờ này nó trời lộn hết trơn rồi. Ăn bắp ngon lắm. Nè mới mua nè. Cũ mà giờ này nó rè rè gì đâu. Bạn luôn có muốn lấy không? Thôi, lấy làm gì? 18 ngàn, 200 gram. Giá ớt tao nắm giá gì nữa anh chưa? Tại người ta có một bọc riêng của người ta rồi, người ta bọc bọc riêng người ta mới trồng vô hai cái hành vậy. Cho ngò nó anh chua. Ngò rồi, vậy cho hành nữa nè. Ờ, vậy nó ngò kho nữa. Con súng không? Súng không chắc chưa? Ổng hát con súng mà, ồ á. Ủa con trâu? Review cái chỗ bán cá ngay cả nhà. Đó, bán này, giờ này bán cũng hết rồi. Con gì trời? Cá chê. Hả, cầm cái bịch bách rồi. Trời ơi anh Vũ. Chào anh Vũ. Đó, thầy giáo nghe cả nhà. Đây có anh đây. 20 tiền về chứ không không chơi. Bye bye thầy giáo. Bà bán, bà Trúc có bán đầy đủ rau nè nghe cả nhà. Mâm rau của bà nè, bông súng nè. Đó. Súng đẹp tuyệt vời không? Dạ không. Khóm nhiêu trái rồi Trúc? Khóm 12. Khóm anh Tâm? Nó khóm không hả? Cái xề mâm của bà bán vậy đó cả nhà ơi, bán đầy đủ luôn các loại rau và các loại cá, các loại cá thịt đồ. Nè anh Quỳnh Tâm nè, Quỳnh Tâm với mấy gạo rồi cả nhà. Quỳnh Tâm với mấy gạo ơi. Quỳnh Tâm đó, Quỳnh Tâm đi làm á, cái sáng đưa em mua đồ ăn á cả nhà. Này là quê hương xứ sở của em cả nhà. Thôi em
kết thúc video nha cả nhà. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Bye bye cả nhà.